Hello everybody, my name is Sanyu. And my name is Anduk. We are Once Upon a Time Come From Vietnam. We are best friends. Ê bạn ơi, bạn best friends. Mẹ mình sẽ vẽ lên mặt này. Màu mà anh Đức thích nhất là gì? Một màu. Tất nhiên là một màu rồi cô. Ok. Một, hai, ba. Nhìn, nhìn, nhìn đáp án của nhau. Biết là anh dùng ốp lưng màu đỏ rồi mà. Em đang định ghi màu nông dân. Tật xấu nhất của Gia Như là gì? Dễ nhỉ? Một tật thôi nhá. Quá à, dễ. Dễ ợt. Chuẩn bị 3, 2, 1, giờ. Ây. Thì đánh đá với thái độ rồi thì có khác gì nhau đâu. Khác gì nhau đâu. Chuyện vui nhất của hai đứa là gì? Cùng nhau nhé. À rồi, ok. Khó quá. Dễ ợt. Dễ. Từ từ. Ok. Chuẩn bị 3, 2, 1, giờ. Wow. Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Tại vì có hôm bọn con trước khi đi ngủ, anh Đức kể chuyện ma hài cho con nghe. Thang điểm từ thì các con đánh giá như thế nào về đối phương để trở thành người yêu lý tưởng? Chuẩn bị 1, 2, 3. Thôi quả này hơi gắt nhờ cô nhờ. Từ từ. Lại đi cô. Quả này hơi gắt rồi, quả này hơi gắt rồi. Thôi diễn một tí vậy. Lại đi cô. Hơi gắt rồi, lại. Đi, 1, 2, 3. Điểm số khác hẳn. Tại sao cô lại sửa? Tại vì con nghĩ 3 điểm hơi gắt. Tại vì ra như có mỗi cái là hay gắt, hay thái độ với anh thôi. Thế còn Gia Như? Anh ấy chưa để ý được những cái lỗi. Trêu con. Nghiêm túc. Wait! Before you go, there is more. Subscribe now and check it all out.